Nếu các bạn không làm bước số 8 này là bước chăm sóc khách hàng, giúp cho khách hàng họ quay trở lại, họ mua thêm một lần nữa, thì các bạn mãi 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 suốt ngày chỉ có bán hàng, chỉ có tư vấn thôi, chỉ có suốt ngày tạo lập danh sách, suốt ngày làm những cái bước này thôi. Nhưng mà khách hàng họ mua một lần, hai lần rồi thôi, họ sẽ không quay trở lại. Xin chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ đề cập cách bán hàng chuẩn cho nhà thuốc và bán như thế nào để khách hàng họ có thể mua nhiều hơn, bán như thế nào để khách hàng họ tự nguyện mua, họ mong muốn được mua thay vì chúng ta không biết bán hoặc chúng ta năn nỉ khách hàng. Bảo hiểu rằng có nhiều nhà thuốc cũng có nhân sự bán hàng rất tốt, nhưng phần đa nhiều nhà thuốc là khi mà chúng ta cầm một hộp hay một sản phẩm lên, chúng ta đều đọc theo công dụng, nói theo công dụng, bán theo bản năng, thì cái khả năng chốt đơn nó không cao. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào để có thể chốt đơn cao hơn? Làm thế nào chúng ta có thể bán được nhiều hàng hơn? Và nhân sự ai cũng bán hàng tốt, vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Là có phải hệ thống của chúng ta là ngày càng bán được nhiều hàng hơn, lợi nhuận cao hơn và có nhiều tiền hơn, cũng như là giúp cho khách hàng họ sử dụng nhiều sản phẩm hơn, phải không các bạn? Vậy thì trong cái quy trình bán hàng này, Bảo sẽ hướng dẫn các bạn 8 bước để có thể là có một công thức bán hàng mà từ đây các bạn có thể đem về áp dụng cho đội ngũ của mình, cũng như đào tạo lại cho đội ngũ nhân sự của mình, họ học được, họ làm được, và chắc chắn là doanh số các bạn lên ngay lập tức. Và quy trình bán hàng thì gồm các bước như sau. Bước số 1, bước 1 Bước số 1 chúng ta tạo lập list khách hàng tiềm năng. Chúng ta bước này là những người làm chủ, như chúng ta là làm. Và làm thế nào để tạo lập danh sách khách hàng tiềm năng? Danh sách khách hàng tiềm năng là danh sách cũng như là những cái người khách hàng họ là có khả năng họ sẽ mua hàng của cửa hàng chúng ta. Dù online hay offline, các bạn vẫn phải tạo ra được cái bước này. Muốn tạo ra được cái bước này thì lời khuyên đối với các bạn đó là các bạn hãy tạo ra các chương trình, các sự kiện mà trong đó các quà tặng miễn phí là cách để có thể nhiều người họ đến với cửa hàng của mình nhiều hơn. Từ đó là các bạn sẽ có được cái danh sách này, có cái thông tin của họ sau khi họ đến các bạn nhé. Và cái bước này là một bước tách lập hoàn toàn so với những cái bước còn lại. Bước này thì đối với những người lãnh đạo, những người làm chủ là những người có quyền quyết định trong cửa hàng để tạo ra các cái danh sách, tạo ra các cái chương trình, các cái khuyến mại, các cái phúc lợi mà khách hàng đến lấy được miễn phí hoàn toàn. Từ đó là khi khách hàng tới, chúng ta có được cái thông tin của họ. Bước số 2, bước số 2 không kém cạnh quan trọng. Đó là gì? Đó là các bạn hẹn gặp họ, hẹn gặp. Bước thứ hai là chúng ta hẹn gặp. Hẹn gặp là gì? Tức là bước số nhất chúng ta có cách làm. Bước số 2 là khi mà họ đến, chúng ta thông báo cho họ một ngày, ngày 15, ngày 16 hay ngày mùng 4, mùng 5 gì đấy, sẽ tổ chức chương trình gì, sự kiện gì, và sau đó là được tặng phần quà gì. Hoặc nếu các bạn kinh doanh những sản phẩm đắt tiền hơn thì một buổi cà phê cũng là hẹn gặp, hoặc là một buổi nói chuyện trên Zoom cũng là hẹn gặp. Thậm chí các bạn đang xem video của Bảo đây cũng là một buổi hẹn gặp. Hẹn gặp là có thể là online, có thể là offline, làm sao chúng ta có thể nói chuyện với nhau, chia sẻ, trao giá trị cho nhau. Bước này vẫn chưa phải là bán hàng các bạn nhé. Bán hàng là những cái bước ở về sau. Sau khi chúng ta đã ghen hợp được khách hàng rồi, có một cái lý do khách hàng tới như là trung thu, như là Tết, như là 20 tháng 10, chúng ta có một cái dịp gì đó để kêu gọi khách hàng tới với cửa hàng chúng ta để chúng ta có thể trao đổi thông tin, nói chuyện với họ các bạn nhé. Bước này hãy nhớ rằng là chưa hoàn toàn là bán hàng. Bước số 3, khi họ đến với cửa hàng chúng ta rồi, chúng ta phải xây dựng mối quan hệ với họ. Chúng ta phải xây dựng mối quan hệ với họ, tức là sao ạ? Khi mà họ tới rồi, nếu như chúng ta bán hàng theo cách bình thường thì khi họ tới họ mua thì họ chỉ mua thử một hai sản phẩm nhỏ lẻ, nhưng làm sao chúng ta có thể bán được nhiều sản phẩm hơn cho bản thân họ, cho gia đình họ, thậm chí cho những người xung quanh của họ, thì chúng ta phải có được cái bước xây dựng mối quan hệ thân tình này. Thì tiết lộ các bạn có một cách xây dựng mối quan hệ thân tình tuyệt vời nhất, đó là chúng ta hãy tặng quà cho họ, các bạn nhé. Đôi khi khách hàng vào cửa hàng chúng ta mua vô tình một cái gì đó cũng là hẹn gặp, nhưng mà chúng ta phải có cái bước xây dựng mối quan hệ với họ, tức là tặng quà. Món quà này không cần phải to, không cần phải lớn đâu, vì cửa hàng chúng ta đông thì chúng ta chỉ tặng những phần quà nhỏ thôi, ví dụ như là gói kẹo cho con của họ, hoặc là người lớn thì chúng ta có thể tặng 3-4 viên thuốc bổ trong mỗi liều thuốc đấy. Các bạn có thể tùy theo mức độ đầu tư của các bạn, đầu tư 1.000, 5.000, 10.000 hay là 50, 60 gì đấy trên một khách hàng, các bạn sẵn sàng
đầu tư bao nhiêu tiền để có thể mua được một khách hàng này, thì các bạn hãy thiết kế ra những cái phần quà đó. Và nhớ rằng là phần quà này chúng ta hoàn toàn miễn phí các bạn nhé, không yêu cầu phải mua hàng, vẫn có thể tặng quà, mua ít mua nhiều 1.000, 2.000 chúng ta vẫn tặng, hoặc thậm chí không mua hàng chúng ta vẫn tặng. Thì cái bước xây dựng mối quan hệ thân tình này hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Nhưng mà để mà tiết kiệm được cái ngân sách thì chúng ta phải tạo lập được cái danh sách khách hàng tiềm năng, chứ không phải ai cũng tặng, đôi khi là họ chỉ là người qua đường thôi. Nên là các bạn đánh giá được khách hàng nào có khả năng là mua hàng của chúng ta thì chúng ta sẵn sàng chi vào cái bước số 3 này là xây dựng mối quan hệ thân tình của họ bằng cách là thiết kế những quà tặng và tặng cho họ. Rồi, bước thứ tư là gì ạ? Bước thứ tư trong quy trình bán hàng đó là khi mà họ tới rồi, chúng ta nói chuyện với họ rồi, chúng ta xây dựng mối quan hệ thân tình với họ rồi. Bước thứ tư đó là chúng ta xác định nhu cầu. Bước thứ tư đó là chúng ta xác định nhu cầu đối với khách hàng của mình. Thì xem rằng là họ có đang gặp vấn đề gì không? Con người ta có 6 nhu cầu. Trong video trước chúng ta đã nói rồi, nhu cầu tiền, nhu cầu sống. Trong nhu cầu sống gồm có ăn, ngủ, nghỉ, nhu cầu tiền, nhu cầu sống, nhu cầu danh vọng, đúng không? Là họ muốn được khen, nhu cầu kết nối, yêu thương, nhu cầu học tập và phát triển. Và cuối cùng đó là nhu cầu cống hiến. Vậy thì chúng ta phải xác định nhu cầu. Đối với nhu cầu đó, ví dụ như người này họ có nhu cầu về sống thì chúng ta có thể bán cho họ những sản phẩm đắt nhất, đồng thời là sản phẩm chất lượng nhất. Còn nếu họ có nhu cầu về tiền bạc thì chúng ta nói cho họ những cái sản phẩm rẻ hơn, hoặc là những cái sản phẩm vừa tốt vừa tiết kiệm tiền cho họ, nhưng không nhất thiết phải là đắt nhất. Nếu như họ có nhu cầu về danh vọng, chúng ta có thể nói là cái phần quà này thì sếp của bạn sẽ thích như thế nào, hoặc bố mẹ bạn sẽ thích như thế nào. Còn nhu cầu yêu thương thì món quà này sẽ giúp cho sẽ giúp cho vợ, cho chồng, cho con sẽ đạt được cái điều gì, họ sẽ vui, họ sẽ sướng như thế nào. Còn nhu cầu học tập và phát triển thì chúng ta nói được cái điều gì đấy. Đó là cái cách mà chúng ta nghĩ ra đối với 6 nhu cầu như vậy. Cái bước số 4 này chúng ta xác định nhu cầu, xem họ có nhu cầu nào các bạn nhé. Ví dụ như họ đang đau đầu thì có nhu cầu điều trị không? Họ vừa đau đầu rối loạn tiền đình, vừa đau dạ dày, vậy xem rằng là họ muốn điều trị cái nào trước hay là song song cả hai, tức là chúng ta họ xác định cái nhu cầu nào, đúng không? Với cái nhu cầu đó họ sẵn sàng chi bao nhiêu tiền, đúng không? Họ sẵn sàng chi bao nhiêu tiền để điều trị căn bệnh này thì cũng phải là xác định được nhu cầu, xem cái vấn đề họ đang quan tâm là gì. Từ đó chúng ta mới bán hàng được các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta mới bước bán hàng. Bước số 5 nó gì? Bước số 5 là chúng ta chuyển tính năng thành lợi ích. Đấy, chúng ta chuyển tính năng thành lợi ích. Tính năng là gì ạ? Tính năng là công dụng, đối tượng sử dụng, thậm chí một cái vỏ hộp dày, vỏ hộp mỏng, hoặc là một chai lọ thủy tinh, hoặc là dạng nước, dạng gel, dạng viên nang, viên nén đều là một tính năng. Và sản xuất ở đâu, công nghệ chế xuất như thế nào thì nó cũng là một tính năng. Chúng ta không nên nói tính năng. Phần đa chúng ta đang buôn bán là chúng ta nói về tính năng. Vậy không nên nói tính năng và nói về lợi ích. Vậy lợi ích là cái gì? Sao nghe nó hơi hoang mang mà hơi lạ. Vậy thì Bảo chia sẻ các bạn rằng là lợi ích là khách hàng họ đạt được cái điều gì từ cái lợi ích này. Ví dụ một chiếc camera các bạn đang xem để quay được video này thì Bảo mua bằng máy ảnh thay vì là quay bằng điện thoại. Vậy thì nếu mà tính năng của điện thoại và tính năng của máy ảnh thì đều giống nhau, đều thu hình. Nhưng mà lợi ích mình nhận được từ cái máy ảnh đó là hình ảnh sắc nét hơn, khách hàng của mình có thể xem những cái video chất lượng hơn. Còn nếu như qua điện thoại thì video có khả năng sẽ không nét. Với cái tính năng là hỗ trợ đau đầu, với cái tính năng tăng sức đề kháng, vậy thì lợi ích họ nhận được là gì? Lợi ích họ nhận được có khả năng là con họ sẽ không bị cằn vặt nữa. Lợi ích là gì? Là họ sẽ không còn đau đầu, hoa mắt chóng mặt mỗi khi thức dậy, hoặc mỗi khi làm việc khuya, căng thẳng, stress. Đó là cái lợi ích. Thì khi bán hàng chúng ta hãy nói cái lợi ích, chúng ta đừng nói tính năng. Và tiết lộ các bạn một điều rằng là khi bán hàng, khách hàng họ bảo là đau đầu, họ bảo là đau dạ dày, họ bảo là đau xương, họ rất là nhiều cái vấn đề. Nhưng mà mỗi thời điểm chúng ta chỉ bán một sản phẩm, chúng ta chỉ bán một lợi ích thôi. Chúng ta chỉ bán một lợi ích, chúng ta đừng nói nhiều quá. Chưa xong đau đầu đã xong đau răng, chưa xong đau răng đã đau khớp là dạ dày. Nên là khiến cho khách hàng có một cái trạng thái đó là hoang mang về thông tin. Thì từ đó là họ chọn cách là phòng vệ, bảo vệ họ bằng cách là không mua. Thế nên là mỗi thời điểm chúng ta chỉ nói một lợi ích các bạn nhé. Sau khi cái bước lợi ích rồi gì? Bước số 6 là khi mà chuyển tính năng thành lợi ích thì các bạn hãy chốt đơn.
đơn giản là chốt đơn thôi. Chúng ta có thể nói là anh muốn lấy bao nhiêu hộp, 4 hộp hay 5 hộp, đúng không? Anh có muốn nhận chương trình chiết khấu của tháng này là cao nhất dành cho anh không? Vì anh chỉ là khách hàng VIP nên anh chỉ được giảm giá 50%, 60% hay là 5%. Đấy, vì anh chỉ là ngày tháng năm sinh trong tuần này nên anh chỉ được cái này. Anh chỉ muốn lấy bao nhiêu, anh chỉ muốn thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản. Đó là bước chốt đơn, chỉ thông báo với họ thôi. Bước này cực kỳ đơn giản. Bước số 7. Bước số 7 là gì? Sau khi chốt đơn sẽ xử lý từ chối. Chúng ta sẽ xử lý từ chối. Đôi khi chúng ta bắt hàng xong rồi, chúng ta nói xong rồi, khách hàng bảo rằng là tôi không đủ tiền, hoặc là để chiều nay tôi quay tôi lại tôi lấy, hoặc là về tôi hỏi người thân tôi đã, hoặc về tôi để đi khám bệnh đã. Khách hàng đang từ chối, vậy chúng ta phải xử lý như thế nào? Đấy, ví dụ khách hàng bảo rằng là thôi cảm ơn bạn nhưng mà tôi về rồi tôi đi khám nó có sao đã. Nhưng cái bước mà xác định nhu cầu, chúng ta đã điều tra được thông tin rằng là khách hàng họ đã đi khám ở chỗ này chỗ kia rồi, họ dùng rất là nhiều tiền rồi nhưng mà vẫn không hết bệnh. Bây giờ họ tiếp tục họ bảo là họ về đi khám thì có đúng hay không? Nhưng tiết lộ các bạn một điều, người thầy bảo đã dạy cho bảo và bảo kiểm nhận chính xác, đó là từ 60-70% khách hàng từ chối là nói dối. 60-70% khách hàng từ chối là nói dối. Họ không muốn bị mất tiền, họ không muốn bị bán hàng, thế nên là họ từ chối. Họ không tin vào chúng ta, họ không tin vào sản phẩm, thế nên là họ từ chối. Rất nhiều cái lý do, thế nên là đừng tin những lý do khách hàng họ nói. Họ bảo không đủ tiền thì chúng ta phải hỏi rằng là lần trước chị uống bao nhiêu tiền, đúng không? Còn họ bảo rằng là để về tôi hỏi người thân đã, thì mình có thể hỏi rằng là người thân của chị có phải là dược sĩ hay không, đúng không? Có phải là bác sĩ hay không? Đấy, có nhiều cách chúng ta có thể xử lý từ chối. Thế nên là nếu các bạn làm tốt từ trên xuống dưới thì cái bước này hầu như sẽ không xuất hiện. Nhưng nếu có xuất hiện thì chúng ta xử lý nhẹ nhàng, chúng ta đã giải quyết được rồi. Ví dụ như họ mua hộp thuốc lần trước là 500 ngàn, còn bây giờ họ mua hộp thuốc của chúng ta là 1 triệu, ví dụ vậy. Nhưng trong 500 ngàn họ uống được 1 tháng, còn 1 triệu thì chúng ta uống được 2 tháng rưỡi. Thì họ bảo đắt thì chúng ta có thể bổ xẻ ra, thực hiện bài toán chia thì giúp cho họ biết được rằng là sản phẩm này chất lượng hơn, hiệu quả hơn, nhưng mà tiết kiệm hơn, đúng không? Có nhiều cách mà chúng ta có thể xử lý từ chối các bạn ạ. Bước số 8 đó là chăm sóc khách hàng. Bước số 8 là bước quan trọng nhất trong cái hệ thống bán hàng. Khi bước số 1 là các bạn đã đưa khách về, còn bước số 8 là các bạn giữ khách hàng ở lại. Đấy, nếu các bạn không làm bước số 8 này là bước chăm sóc khách hàng, giúp cho khách hàng họ quay trở lại, họ mua thêm một lần nữa, thì các bạn mãi mãi suốt ngày chỉ có bán hàng, chỉ có tư vấn thôi, chỉ có suốt ngày tạo lập danh sách, suốt ngày làm những cái bước này thôi. Nhưng mà khách hàng họ mua một lần, hai lần rồi thôi, họ sẽ không quay trở lại. Các bạn có để ý rằng là cửa hàng của các bạn phần lớn là khách hàng họ mua một lần, hai lần và sau đó họ sẽ không quay trở lại mua nhiều hơn nữa. Nếu có thì tỷ lệ đó thấp hơn, phải không các bạn? Cửa hàng nào cũng có nhưng mà thấp. Vậy điều gì xảy ra nếu như chúng ta đang có 100-200 khách hàng họ mua liên tục như vậy? Vậy thì nó tăng lên cái danh sách 100 người này thì khoảng tầm 5.000 người, 6.000 người. Vậy thì cái bước số 8 này bước vô cùng quan trọng, bước chăm sóc khách hàng, để khiến khách hàng là họ mua, họ tin sản phẩm của chúng ta rồi nhưng mà họ quay lại, họ sử dụng thêm một lần nữa, hai lần nữa, ba lần nữa, và từ đó họ mua, họ cho người nhà, cho người thân của các bạn. Vì vậy rằng là chúng ta trở nên giàu có, trở nên đột phá được doanh số thì chúng ta phải làm cái bước số 8 này. Nhưng mà phần đa nhà thuốc thì đều bỏ qua bước số 8 này, là khi mà kết thúc một cái thương vụ, tính tiền xong thôi là thôi. Thì có một số nhà thuốc nhỏ thì họ cũng chăm sóc khách hàng, gửi 1-2 tin nhắn, 1-2 cuộc gọi. Nếu khách hàng họ không ra mua nữa thì cũng thôi, hoặc họ có ra mua đi nữa thì lần sau cũng chăm sóc tiếp, nhưng mà họ không ra mua nữa thì cũng thôi, phải không các bạn? Vậy thì chúng ta phải chăm sóc như thế nào để khách hàng họ hài lòng, chăm sóc khách hàng như thế nào để khách hàng họ cảm thấy là tuyệt vời hơn. Vậy thì các bạn hãy xem video là thiết kế hành trình trải nghiệm cho khách hàng, gạch ngang Trần Võ Bảo. Thì cái trong video đó Bảo sẽ nói các bạn biết cách chúng ta có thể thiết kế cái hành trình trải nghiệm cho khách hàng. Nhưng mà trong video ngày hôm nay chúng ta chỉ nói ngắn vấn đề bán hàng thôi. Vì vậy từ bước 1 đến bước 8 các bạn hãy làm thật tốt các bạn nhé. Hãy làm thật tốt để có được một cái công việc kinh doanh của mình thuận lợi hơn. Và chia sẻ các bạn hai cái bước quan trọng nhất nó liên tục xuất hiện. Đó là bước gì ạ? Xác thực. Xác thực rằng là khách hàng này có phải là khách hàng tiềm năng của mình không? Xác thực rằng là khách hàng này có muốn hẹn gặp mình không? Xác thực rằng là khách hàng này họ có muốn tạo quan hệ với mình không? Mình quan hệ là tốt chưa? Xác thực rằng là khách hàng này có đúng nhu cầu như chúng ta nghĩ không? Xác thực rằng là tính năng lợi ích này chúng ta nói ra đã phù hợp với khách hàng chưa? Xác thực rằng là chúng ta chốt đơn xử lý tới chăm sóc khách hàng đã đúng theo quy trình chưa? Rồi bước số 2, tức là cái bước xác thực này nó luôn tồn tại ở cái bước này các bạn nhé, phải luôn tồn tại. Bước số 2, một cái điều số 2 không thể nào mà không kém cạnh bằng, đó là chúng ta phải
phải liên tục là xin lời giới thiệu. Xin lời giới thiệu là gì? Khi mà mỗi khách hàng họ vào cửa hàng của chúng ta phải huấn luyện cho nhân sự của mình là nói thành bản năng luôn. Nếu anh chị cảm thấy hài lòng với cửa hàng của chúng em thì anh chị hãy giới thiệu khách hàng qua bên em nhé. Những câu đơn giản như thế thôi. Dù khách hàng mua 1.000, 5.000 hay 10.000 thì chúng ta vẫn phải xin lời giới thiệu và huấn luyện cho nhân sự của mình xin lời giới thiệu. Thì xin lời giới thiệu trong tất cả các bước, dù mua hàng hay không mua hàng thì chúng ta vẫn phải xin lời giới thiệu. Thì kết hợp giữa hai cái bước này và cái bước số 8 mới là cái bùng nổ doanh số của chúng ta nhiều hơn các bạn nhé. Còn những cái bước còn lại đây nó chỉ là kỹ thuật, nhưng mà có một cái quy tắc thế này: nếu các bạn làm từ số 1 đến số 8, từ trên xuống dưới, số 1 nó càng tốt, số 1 chất lượng càng tốt, càng cao thì cái công việc ở dưới càng dễ chốt đơn hơn, càng ít sự từ chối hơn. Nếu ở phần trên chúng ta tạo lập hẹn gặp, xây dựng mối quan hệ thân tình chưa được tốt thì cái việc chốt đơn nó sẽ rất là khó khăn và khách hàng họ sẽ tạo ra nhiều cái rào cản. Thế nên là các bạn hãy làm tốt ngay từ đầu các bạn nhé. Thì những phần sau này như là chốt đơn hay là xử lý từ chối hầu như là không xuất hiện. Khách hàng họ muốn mua, họ xin được mua, họ năn nỉ được mua rồi. Đó là cái quy trình bán hàng vô cùng tuyệt vời và chúc các bạn thành công trong cái quy trình bán hàng này. Và chia sẻ các bạn rằng là cái quy trình này cũng như Bảo đã áp dụng thành công trong hệ thống của mình, cũng như đào tạo cho nhiều hệ thống họ thành công. Hôm nay chia sẻ các bạn quy trình này và mong các bạn rằng là hãy áp dụng thành công và đào tạo lại cho đội ngũ nhân sự của mình để có thể bùng nổ doanh số hơn. Nếu bạn cảm thấy video này tuyệt vời, thú vị thì hãy cho Bảo một chia sẻ và cũng như là hãy đăng ký vào kênh YouTube của Bảo để mỗi lần Bảo lên những cái video tuyệt vời hơn thì các bạn là những người đầu tiên nhận được video các bạn nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.